Ok, và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezi đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Ben 10 Speed Up to Speed nha anh em. Và nếu như nào thích cái video này, hãy like cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá, nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Chúng ta nâng cấp cái Omni Trick lên rồi này, và chúng ta thay đổi team lên. Ok, cái này là gì đấy, skin. Yeah, sẽ có mấy loại skill hay như thế nào này? Đấy, tất cả mấy skill đây anh em ơi. Chúng ta có thể đổi thành con 4 tay được anh em ạ. Đấy, đổi 4 tay. Con này thì mình sẽ đổi thành con cái gì ạ? Ok. 4 tay. Đây, ba con hoàn toàn mới hơn ở trong này. Rồi. Và con lợn này để làm gì nhỉ? Không biết để làm gì. Xem xét booster coin. Và chúng ta đang ở màn số 4 anh em ạ. Đấy. Nó thích hợp với cái alien, cái con đấy anh em, con lửa ấy. Nó sẽ thích hợp với con lửa hơn ha. Nhưng có lẽ mình không cần thiết lắm. Chúng ta sẽ được lựa chọn một trong ba ha. Oh. What the hell? Tôi có chọn lửa đâu mà tại sao nó có lửa ở đây ta? Hơi dị à, bắt buộc phải dùng lửa anh em, bắt buộc phải dùng lửa thì mới có thể đánh được anh em ạ. Ok, ui giời, tôi chảy người rồi, tôi chảy người rồi anh em ơi, tôi chỉ thành thần lửa thôi. Ok, chưa bắn lửa anh em, ui bắn mắc xa luôn anh em, nhưng phải hồi. Ui à. Sắp hết lửa rồi anh em ơi. Bước lên cái lửa này, vượt qua lửa để ăn thêm cái điểm đã. Tính sao? Bắn từ xa luôn. Nhưng mà chúng ta không biết là sẽ duy trì được bao nhiêu lâu nhỉ? Cái này tôi cũng không biết được. Nice. Hay lắm. Thì giờ hết xong rồi. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái map này, cũng như là ta sẽ về đích. Next open. Có coin, cái coin để làm gì nhỉ? Coin level 2. Coin này không biết để làm gì luôn. Defense level mấy đây? Nhìn chung là cái thằng con đấy được nâng cấp rất là nhiều Heal Blast. À đây rồi. Recommended. Nó mỗi yêu cầu mỗi lần là sẽ là một cái island khác nhau anh em nhé. Mỗi lần sẽ là một cái island khác nhau. Đây tôi sẽ hóa luôn. Chỉ con này có thể mới vào thôi anh em. Chọn luôn này. Nó sẽ lan thành quả bóng anh em ạ. Oh nice. Yeah. Cán hết anh em ơi. Cán hết luôn. Wow. Đẹp phết nhờ anh em. Lát này quả bóng. Úi xổi. Lăn hết anh em ạ. Chúng ta sẽ có thể cán mọi kẻ địch trên đường đi luôn. Ok. Chúng ta cần hóa để leo lên anh em ơi. Vẫn kịp luôn. Hay chưa? Lao hết vào luôn quả bóng anh em ạ. Ui nice, tuyệt vời. Ui nó tự đẩy lên anh em ạ. Ui nó tự né ra luôn, ảo thế. Sẽ ảo ma rồi. Rồi về đích rồi, tôi hóa cái quả cầu như cũng được. Và mình hoàn toàn có thể hóa thằng 4 tay nha anh em. Coi Magnus. Đấy. Rồi thằng 4 tay đây. Island Recommended. Nhìn chung thì nó không muốn hóa này thằng Forearm hay sao? Nó không cho mình hóa Forearm quá nhiều. Nó chỉ dừng lại ở mức này thôi. Select Booster. Chọn một cái bất kỳ. Rồi anh em ơi, chúng ta phải chọn một cái. Đây rồi.
Ok, bốn tay có khác kìa. Ui dồi, chết đấy anh em ạ. Ui dồi, biết thế, thằng bé đấy là tèo luôn ạ. Sợ thật đấy, chưa kịp làm gì luôn. Bốn tay này, có bốn tay này anh em. Ô. Rồi, nice. Lên trên. Sao nó đánh được mình? Mình đang có cái coin ha. Nhưng mình cũng không lên được kia được, tại vì trên kia cần thằng bóng bóng anh em ạ. Mình chưa chưa hồi chiêu đây rồi, hồi chiêu anh em ơi. Chưa thành như kiểu là xe tăng đấy. Ui đúng lúc hết. Đền thật sự luôn. Đúng lúc hết luôn. Ui rồi. Đây. Chúng ta hóa thần lửa nha anh em. Nice. Thần lửa nè. Đấy, thần lửa có thể đang bắn lửa từ xa anh em. Và chúng ta đang được lựa chọn một cái lớp khiêng giáp khá là ok. Không nữa là tệ lắm. Chắc phải đánh bại cái con quái vật hay sao kìa. Ba con hay sao kìa. Một con nè. Còn hai con nữa. Hai con nè. Còn một con nữa anh em ơi. Thì ra mình có thể hoàn thành xong cái map này được. Ben Terran hóa thành thần lửa gì đánh nó dễ. Ô như vậy là tôi không hoàn thành được xong cái nhiệm vụ kia anh em ạ. Nó không cho. Đây rồi, đến lúc chọn con này rồi anh em ơi. XLR8 ha. Forearm trong cái màn này nó cũng khá quan trọng nhiều. Nhưng bắt buộc phải chọn thần lửa. Đấy, Hubas XLR8 và Forearm, bốn tay. Hi hi. Thế nó mới bá, đúng không? Let's go. Ủa. Kinh thế nhở. Ảo ma thật đấy. Thật là ảo ma. Mình thích cái dạng này đấy anh em ạ. Ôi chết rồi. Này chết toi rồi. Nice. Di chuyển tốc độ cao anh em ơi. Cú xuống được mà. Tôi còn hai con nữa đúng không anh em? Để dành chiêu đi. Di chuyển tốc độ cao nhỉ. Oh my god. Fuck you. Tôi đang đánh rất hay luôn. Quả đánh hay quá. Đi. Ok. Đã ăn đủ cái là chúng ta thắng rồi. Lửa à? Ok, né đi. Thằng ấy phải hóa lửa cơ anh em. Hết chiêu. Cái năng lượng đang cạn dần anh em và chúng ta về đích rồi. Ok nhá.